Hi, welcome back to my channel, Stats Critical. Let go. Ah!
Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi xung quanh để tìm kiếm tất cả những chi chìa khóa, và khi đó thì các bạn sẽ gặp Iceland rồi đó. Và bị hút máu cạn kiệt luôn. Ok, và tựa game tiếp theo là Labyrinth Fear. Horror Cloud Chapter 2. Come on, like, say, subscribe, hold on, man. Thank you so much. Let's go. Và trong đây thì các bạn sẽ đi tìm đầu tiên là 3 món đồ.
đó là một sợi dây đồng, một viên gạch và một cây gỗ.